Mặc dù đã có nhiều giải pháp, nhưng tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học tại Quảng Ngãi còn nhiều, đặc biệt là ở bậc học mầm non và tiểu học. Hiện Quảng Ngãi còn có 1.200 giáo viên bị thiếu ở bậc học mầm non và tiểu học do thiếu giáo viên trầm trọng ở các bậc học nên tỷ lệ giáo viên đứng lớp chưa bảo đảm theo quy định ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và nuôi dạy đặc biệt đối với bậc học mầm non công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu vì tỷ lệ giáo viên trên lớp quá thấp việc dạy hai buổi tại các trường tiểu học thực hiện chưa đồng bộ đại trà vì không bảo đảm tỷ lệ giáo viên chỉ tiêu biên chế giao cho ngành giáo dục của địa phương chưa bảo đảm theo định mức quy định nên rất khó khăn trong việc sắp xếp bố trí nhân sự ở các trường học hiện tỉnh quảng ngãi đã và đang giả soát thực hiện điều chuyển giáo viên phân công kiêm nhiệm thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy bảo đảm tính hợp lý và cân đối